nguy cơ. Ngọn núi lửa đã nằm im 500.000 năm, tưởng chừng không còn khả năng tạo dung nhan, đã thức tỉnh dưới lòng đất Trung Nguyên. Trong tình hình đại dịch Covid-19 không ngừng lây lan, thiên tai đại họa, lũ quét ngập lụt liên tục xảy ra tại các nơi trên khắp Trung Quốc, thì một ngọn núi lửa đã ngủ 500.000 năm ở tỉnh Hắc Long Giang bỗng hồi sinh trở lại. Dung nham manga trong lòng núi lửa đã được sản xuất trở lại. Điều này đã được phát hiện bởi một nghiên cứu chính thức của Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trạng thái nạp này đã đạt 40%, nó sẽ phun trào. Vào ngày 18 tháng 6, Daily Mail của Anh đưa tin, các giáo sư từ Đại học Khoa học Công nghệ Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ núi để phát hiện ra núi lửa Vĩ Sơn của khu vực núi lửa Đại Liên Trì ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc vẫn đang hoạt động, mặc dù nó chưa tới mức phun trào nhưng cần phải theo dõi sát. Núi lửa Vĩ Sơn là một trong những ngọn núi lửa thuộc khu vực núi lửa Đại Liên Trì. Tầng phun trào cuối của nó xảy ra cách đây khoảng 500.000 năm. Được biết, ngọn núi Vĩ Sơn này từ lâu được biết đến là ngọn núi lửa đã từng phun trào. Nó dường như không thể phun trào hay có hoạt động địa chất liên quan. Các nhà khoa học Trung Quốc gần đây đã phát hiện có hai hồ chứa manga khổng lồ dưới bề mặt núi. Các nhà khoa học Trung Quốc đã sử dụng hình ảnh từ tính để phát hiện ra một cấu trúc điện trở có độ phân giải cao 3 chiều, sâu 20 km bên dưới núi lửa Vĩ Sơn trong khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì. Đồng thời, nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng núi lửa Vĩ Sơn ở khu vực Ngũ Đại Liên Trì hiện đang ở trạng thái hoạt động nhất định. Nhóm nghiên cứu đã thu được hình ảnh 3 chiều bên dưới núi lửa Vĩ Sơn. Hình ảnh cho thấy có manga ở giữa lớp vỏ ngoài và bên trong của trái đất. Số liệu hiển thị rằng lớp manga này đã bị nóng chảy ít nhất 15%. Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc công bố trên trang web chính thức rằng nếu núi lửa Vĩ Sơn là một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động thì bên trong nó phải ở trạng thái nguội và sẽ không phát hiện manga nóng chảy. Nhưng ở đây hai hồ chứa manga được kết nối với nhau thông qua các kênh dọc và manga ở lớp giữa liên tục được chuyển đến tầng trên của lớp vỏ trái đất. Theo thống kê chính thức ở Trung Quốc, mức độ nóng chảy của hai hồ chứa manga của núi lửa Vĩ Sơn đã đạt ít nhất 15% và ở trạng thái hoạt động nạp. Nếu mức độ tan chảy của hồ chứa manga đạt tới khoảng 40%, nó sẽ đạt đến ngưỡng phun trào. Nghiên cứu cho rằng, cần phải tiếp tục theo dõi hoạt động của núi lửa trong khu vực để dự đoán khả năng phun trào. Theo Viện Khoa học Hàn Lâm Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc là một khu vực có nhiều ngọn núi lửa mới nhất ở Trung Quốc, bao gồm núi lửa Trường Bạch nổi tiếng và khu vực núi lửa Ngũ Đại Liên Trì với 14 ngọn núi lửa. Bài viết này đã được đăng trên tạp chí Địa chất hàng tháng tại Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho biết, với mức độ tan chảy hiện tại của manga tại đây và những hiện tượng địa chấn, vi chấn khu vực xung quanh ta thấy, núi lửa Vĩ Sơn rất có thể đang ở trạng thái có manga đang hoạt động. Nghiên cứu mới nhất cho thấy sự hình thành của núi lửa Trường Bạch và núi lửa Ngũ Đại Liên Trì có mối tương quan nhất định. Núi lửa Trường Bạch phun trào vào năm 946 sau Công Nguyên, nghĩa là cũng gần với thời điểm Vĩ Sơn hoạt động và được coi là vụ phun trào mạnh nhất từng được ghi nhận. Trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2005, núi lửa Trường Bạch cũng có những dấu hiệu phun trở lại, thu hút sự chú ý của công chúng và cộng đồng khoa học. Vậy thì vào năm 2020, Vĩ Sơn của Ngũ Đại Liên Trì hoạt động trở lại cũng là điều có thể.